Sáng ngày 9 tháng 9, thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, Lào Cai, trời mưa không ngớt. Anh Vàng Xeo Chứ, 33 tuổi, trưởng thôn Kho Vàng, rất sốt ruột vì xung quanh thôn làng có rất nhiều quả đồi đang non nước, có thể bị sạt lở, đổ sập xuống nhà dân bất cứ lúc nào. 8 giờ cùng ngày, tôi gọi anh em đi lên đồi để kiểm tra tình hình sạt lở và tìm một quả đồi hoặc núi có vị trí cao, bằng phẳng tính dần phương án di tản bà con. Tới 8 giờ 30 phút, mọi người báo rằng sẽ có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, tôi bốc máy gọi ra xã để báo cáo nhưng điện thoại hoàn toàn mất sóng, không thể liên lạc. Tới 9 giờ, lúc này mưa vẫn không ngừng trút xuống thôn, tôi liền quyết định di tản toàn bộ 17 hộ dân với 115 người trong thôn lên một quả núi cách thôn 1 km. Việc di tản diễn ra nhanh nhất có thể, mọi người trong thôn trước đó cũng đã được chính quyền thông báo về việc này, anh Chứ nói. Ngay trong sáng ngày 9 tháng 9, toàn bộ 17 hộ dân với 115 nhân khẩu của thôn Kho Vàng dưới sự chỉ huy của trưởng thôn Vàng Xeo Chứ đã di tản lên một quả núi cách khu dân cư 1 km. Tại đây, trưởng thôn Chứ cùng thanh niên trong thôn dựng 14 chiếc lán, được che chắn bằng bạt, đóng cọc bằng tre trên sườn núi bằng phẳng. Phụ nữ trẻ em làm nhiệm vụ dọn dẹp nơi ở, chuẩn bị đồ ăn, thức uống để bà con lánh nạn qua đêm. Anh Chứ cũng cho biết, phía dưới khu dân cư anh ở khoảng 4 km là một khu dân cư khác cùng thôn. Tuy nhiên khu dân cư này lại nằm sát bờ sông chảy, đường đi bị sạt lở nghiêm trọng, điện thoại lại không có sóng, nên anh không thể tiếp cận và thông báo về kế hoạch di rời của mình cho bà con. Tới ngày 10 tháng 9, nước lũ đổ về gây sạt lở, làm thay đổi dòng chảy rồi tràn vào khu dân cư phía dưới làm 3 người mất tích, 3 người bị thương, lũ cuốn trôi hoàn toàn 7 ngôi nhà, điều này quá đau xót, anh Chứ chia sẻ. Vị trưởng thôn 33 tuổi cho biết, cũng may trước khi xảy ra sạt lở một ngày, 115 người trong thôn của anh đã kịp sơ tán lên núi, nếu không hậu quả sẽ rất khó lường.